Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà kênh Huyền Family Cuộc Sống Pháp. Đây cả nhà ơi, ngày hôm nay thì Huyền sẽ review cho nhà xem một cái cây lau nhà mà sử dụng bằng pin cả nhà. Đây là sử dụng pin là nó khác là cái cây lau nhà của mình bình thường. Đây mình sẽ review cho cả nhà xem cái cây này như thế nào nha. Đây cả nhà, đây là cái cây lau nhà mà ngày hôm qua Huyền đã mua đó cả nhà. Này giờ Huyền ráp thử cái đầu của nó vô cái nha. Đây, ở trong cái bộ này thì nó có là một cái chai nước lau nhà này cả nhà. Cái miếng này là cái miếng dán thế cái bông lau ở dưới đất đó cả nhà. Đây là hai cục pin. Đây cả nhà, đây là cái miếng nha. Đây, cái miếng lau của nó này cả nhà. Đây. Đây mình chỉ cần là mình gỡ cái này đường này ra nè, đi cái keo cả nhà, xong mình dán vô máy phía dưới đây nè. Đây là xong rồi mình lau nhà. Cái miếng này nó cho mình là 5 miếng cả nhà. Còn đây là cái chai nước lau nhà đó cả nhà. Này cho mình là nó có sẵn luôn là 510 ml. Cái bộ này ngày hôm qua Quyền mua là 29 đồng mấy, gần 30 đồng mà nó giảm 70% vô cạc đó cả nhà. Bộ khoảng 10 đồng cây. Cái này rất là thơm cả nhà, cái mùi thơm lắm. Thì nó đây nó có hướng dẫn cho mình nữa nha. Đây Nguyên à, đây. Bộ nó này nha. Đây cái bộ nó là có cái cây này, cây tay cầm rồi cả nhà. Đây là có cái nút để mà mình khi mà mình nhấn á thì cái nước ở phía dưới chỗ này nè nó sẽ phúng ra. Đây nó sẽ phúng ra đây này, để mà nó phúng cái nước lên nhà ra cả nhà. Đây còn cái chỗ này thì mình đặt cái bình nước vô. Đây nha, đấy cái miếng này mình thay, nếu mà dơ thì mình thay cả nhà. Đây rồi, nó có mấy lớp rồi nè. Này thì nó sử dụng bằng pin, nguyên một bộ của nó. Nếu mà mình một bộ nó thì nó có được cái chai này, những miếng này. Còn nếu mà mua riêng ở ngoài cả nhà cũng loại này luôn thì cũng đang giảm là 70% vô cạc luôn cả nhà. Đây là Whisper này, không biết là Việt Nam mình có không, Huyền cũng chưa, cũng không rành nữa. Đây, nó có cái cây nữa nha. Thì mình gắn cho đây là cái nút đây, nút nhấn này cả nhà. Đây. Đây, bên đây là cái nút để mà cho mình bỏ cái bình nước lau nhà vô đây. Đây, cho mình gắn cái miếng lau nhà ở phía dưới. Để cho nên bỏ cái chai này cả nhà, cái nước lau nhà đây nè. Đây, mình bỏ vô đây này. Thì có hướng dẫn hết cả nhà. Rồi mình nhấn cái nút ở trên cái tay cầm là nó sẽ phun nước đây. Mà nó có đèn nữa nha, cái nhà phun nước mà có đèn nữa. Đấy, xong rồi khi mà mình sử dụng ấy thì mà dơ rồi thì mình thay cái miếng này. Đó là để giảm tới 70% lần đó nha. Mỗi lần nó có thể là 20 thôi mà nó tới là 50 và 70% luôn. Này à, sản xuất của ai đúng không? Của hãng này luôn nhưng mà không biết nằm ở đâu. Cái chai này nó rất là thơm đó nha. Thơm lắm. Cái mùi của nó dễ chịu lắm đó nha. Một bình này hôm qua như nó cũng bán 3 đồng mấy, cũng giảm 70% vô cạc. Mà mình mua một hộp đó nha. Để mình lấy cái hộp cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà, đây là cái chai nước lau nhà của nó đây. Đây cái chai này của người trong cái hộp mà họ cho mình sẵn là chỉ có 500 ml thôi cả nhà. Đây cái này tới 1,25 lít lận. Đây. Đây cái mùi của nó rất là thơm. Đây chai. À, hai chai mình qua mình mua để mà khi mình đặt cái chai nhỏ hết cả nhà thì mình còn cái chai bự nữa mình xài. Đây còn cái hộp của nó đây, cái hộp nó thì 10 miếng. Nhiều cái hộp đẹp lắm nha. Đây ở đây thì họ nó cũng hướng dẫn cho mình đây, đây dẫn cho mình để mà mình sử dụng. Mình không có biết cái cây này cả nhà, nhờ cái chị kia chỉ cho mình nữa mình mới biết, mình mua về thử mình xài thôi.
Cái này mình chỉ cần nhấn nút là tự nước nó phun ra cả nhà. Thì mình chỉ việc lau nhà thôi. Đây nó có cũng cái loại của nó nè cả nhà, là cái loại lau khác. Với lại có cái cây mình chỗ lông gà ấy nha. Thì video clip trước thì mình cũng có review cho cả nhà xem rồi đó. Này cua BNG. Một hộp này ngày hôm qua mình mua là 3 đồng mấy cả nhà. 170 trăm nhiêu cạc là 2 đồng mấy. Còn bình này thì 5 đồng mấy, giảm thì vô cạc là 3 đồng mấy nha. Đây bây giờ Huyền sẽ review cái máy cho ở nhà xem nè. Đây hồi nãy Huyền gắn cái tay cầm của nó cả nhà. Đây. Ở trên này có cái nút này. Đây mình nhấn đây nè cả nhà. Pin thì ráp trong đây. Thì 3V 5W. Đây là cái pin cho cả nhà xem. Đây. Đây nè, pin nè, gắn đây nè cả nhà. Đây, có hai cục pin đây. Đây, cho bỏ pin nè cả nhà. Đây, pin này pin nè. Pin là pin lớn, hồi là pin 2A. Đây, mình bỏ pin này nè. Nó có một tiếng, đây nó gắn như vậy. Đây cái chỗ này thì mình nè. Mình bỏ cái chai nước ca lông nhà nữa đó nha, như đây. Còn ở dưới đây thì để mà mình dán cái miếng lau nhà dưới đây nè cả nhà. Mình gỡ cái miếng keo đó mình dán vô trong đây. Cái này thì có cái lò xo để mà mình có thể di chuyển lại cho nó dễ. Này chỗ này nè cả nhà, nó phun nước chỗ này nè cả nhà. Đây phun nước chỗ này nè. Đấy. Phun nước đây nè. Bây giờ Huyền làm thử cho cả nhà xem nha. Huyền dán cái miếng vô đây kìa. Rồi Huyền gắn cái bình vô. Rồi Huyền làm cho cả nhà xem nha. À ở trong đây thì họ có thêm một cái giấy hướng dẫn nữa nè cả nhà. Đây. Đây tiếng Pháp. Mấy tiếng này tiếng gì? Đây. Đây tiếng Pháp luôn nha. Đây. Cái này thấp còn này đây cả nhà, đây nguyên bộ nó như thế này đây. Mình mua về mình xài thử cái ok này cả nhà, nó phun nước rồi cả nhà. Đây là chỗ thay thì gắn cái bình vô cả nhà. Đây còn chỗ này dán cái miếng đây, đây chút bình vô đây. Đây bên đây nữa đây. Ok, giờ để mình làm tới cái nhà xem nha. Đây, mình bỏ cái bình vô đây thôi nha. Đây xong rồi mình đè xuống đây. Đây, cho nó vô cái khớp đây, nếu mà mình muốn lấy ra thì mình chỉ nhấn cái này thôi, đó từ nó bung lên. Còn mình nhấn xuống nè. Nhấn xuống, đây. Đây lần đầu tiên làm còn lòng cổng với cái nhà thông cảm cho Huyền nha. Đây bây giờ mình sẽ phúng nha nha. Đây cái nhà thấy nước không? Đây nè. Nước cả nhà. Đây, có nước ướt rồi. Mình phúng cho nhà xem này. Đây là phúng cho nhà. Đây, tùy vô mình muốn phúng nhiều phúng ít cả nhà. Đây. Phúng như vậy. Đó, lào nè. Nên khi nào mà cái miếng này mà nó dơ quá thì mình thay cái nha. Đây mình cái máy là như thế này đây, cầm ta thì mình thấy cũng khỏe. Cái kia thì mình phải dắt nước, không có xô dắt nước này, mình chỉ có cái bình này mình đút cho mây thôi cả nhà, rồi mình phúng cái thôi, mình nhấn nút là nước cứ tự phun ra đấy, mình làm. Có điều thì nó hơi nặng cho cái bình nước rồi cả nhà, nếu mà vì mới cái bình nước đấy còn nhiều, cho nên là mình
cầm nó hơi nặng một chút chỗ này, còn nếu mà mình xài từ từ thì nước nó ít thì nó sẽ mình cầm nó sẽ nhẹ hơn đó nha, chỉ nặng ở chỗ cái bình nước thôi, với tay cầm thì ok đó. Nguyên một bộ nữa là 30 đồng mà giảm mấy mươi phần trăm như cạc đó nha. Đấy, nguyên bộ của nó là Whisper với Fern nha. Đây, khi nào mình nói thì mình sẽ dơ nha, mình sẽ gửi cho mình thay cái miếng này. Thôi Huyền cũng xin kết thúc tại đây nha cả nhà nha. Cho nên ngày hôm qua Huyền mới mua xong, cho nên ngày hôm nay Huyền sẽ review cho cả nhà xem thử cái máy của này là nó sử dụng nó khác với cái máy lau cây lau nhà của mình ngày xưa giờ như thế nào. Đây cả nhà, nếu mà ai mà cảm thấy được thì mình cứ mua cái này mình sử dụng thử cả nhà. Mình thấy nó cũng nhàn, nó cũng tiện lợi, gần nhấn cái nút là tự nước ở trong cái máy là nó phun ra thôi. Mình việc lau nhà thôi cả nhà. Ok, xin chào tạm biệt, hẹn cả nhà những tiếp theo nha. Xin tạm biệt cả nhà nha.